Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Chúc quý vị và các bạn cùng gia đình buổi tối vui vẻ và cùng theo dõi bản tin hôm nay, thứ bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020 với những nội dung đáng chú ý sau. Mai vàng buôn lụa khoe sắc nở sớm trước Tết Nguyên Đán. Ngồi nhậu trên vỉa hè, ba người ở thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 6 triệu đồng vì không đeo khẩu trang. Đồng Nai thông báo số thuốc tạm giữ từ các nhà thuốc Sơn Minh có giá 5 tỷ đồng. Đưa quả tim vượt hơn 1.000 km về Quế để cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Xe tải 5 tấn, xe 4 chỗ cùng nhiều vật dụng khác đã bị thiêu rụi khi quả quạn xảy ra tại hợp tác xã nông sản sạch Vĩnh Thới. Tình thế giới đáng chú ý, nữ sinh 15 tuổi giành danh hiệu trẻ em của năm. Thưa quý vị và các bạn, đến nay Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định tự do FTA khu vực và song phương và đang đàm phán 3 hiệp định với các đối tác khác, trong đó có 2 FTA thế hệ mới. Nếu kết thúc các FTA đang đàm phán, Việt Nam đã thiết lập được quan hệ tự do với hầu hết các nước đối tác quan trọng trên thế giới, trừ